Đây thì sau khi mà các bạn sau khi các bạn có một cái file root như này rồi, các bạn sẽ import vào After Effects. Đây các bạn sẽ kéo vào After Effects, kéo vào trong project đúng không? Thì nếu mà file root nó có layer, nó sẽ hỏi các bạn import theo dạng gì. Một là import theo dạng com, hai là import theo dạng footage. Thì thường ấy là import theo dạng com. Thì khi import theo dạng com, các bạn sẽ chọn dạng là layer size như này. Ok. Thì sau khi import nó sẽ cho phép các bạn tạo ra một cái composition tên là clock, đúng như tên của file root luôn, và có một cái folder chứa các cái layer bên trong cái composition đấy. Thì các bạn muốn xem cái composition, mà muốn làm việc composition này, các bạn sẽ kích đúp vào. Thì đây sẽ là cái composition các bạn đấy. Các bạn sẽ có các cái liên quan đến gì chưa? Cái video các bạn tạo hôm nãy trên Illust. Hiểu đơn giản là những cái layer đấy nó sẽ chuyển thành layer trong After Effects như này. Đúng không? Các bạn không thích cái nào các bạn xóa đi, ví dụ mình không thích cái bóng mình delete đi. Thế thôi. Thì các bạn thấy cái khổ của nó sẽ đúng như kiểu khổ của bên Illust các bạn chỉnh, nó sẽ là bằng 1280 x 720. Đấy. Thì hiểu đơn giản là nếu bạn muốn file nó to hơn thì các bạn thể chỉnh trước bên Illust này. Tất cả những cái thiết lập xong các bạn vào After Effects các bạn cho nó hoạt động thôi. Thì đấy là cách các bạn tạo ra file root footage. Còn Photoshop cũng như thế, không khác gì cả. Thì các bạn khởi động Photoshop. Với Photoshop để các bạn làm được cái bài sóng nước, làm bài mây núi như kia ấy, thì các bạn chỉ cần tạo một cái file theo cái kiểu của nó là phim và video. Đây, file new thì mình có thể mình chọn trước nó là dạng là phim and video. Phim video nó có các cái khổ cho các bạn chọn trước, ví dụ như là HD, đây mình lại chọn HD 720 này. Đúng không? Nền trắng, ok. Sau khi xong nó có cho các bạn một cái hình như này. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi mình thiết kế, chứ không có gì khó cả, các bạn cứ cắt layer thôi. Ví dụ trong cái phần animation paper cut out thì mình cho các bạn cái tờ giấy. Các bạn nhìn theo clip như này ấy, nó có bao nhiêu cái layer ấy, các bạn sẽ nhận ra ngay. 1, 2, 3, mặt trời 4, núi 5, núi 6, mây 7, mây 8, cái này là 9, đại khái là 9 cái đi. Đúng không? Thì các bạn sẽ thả cái ảnh này vào trong Photoshop và các bạn cắt nó ra. Các bạn sẽ dùng pen cái gì đấy thì các bạn phải nghiên cứu về cái phần Photoshop, cái này mình không dạy các bạn được. Đấy, ví dụ như thế này. Các bạn... lượn pen đáng yêu một tí. Hay là sóng này hơi cùi bắp thôi rồi. Này đi. Đấy, xong bây giờ mình sẽ có một cái vùng chọn. Các bạn nhân đôi này lên. Đấy. Đúng không? Các bạn muốn cái sóng nó dài thì đây coi như là như này, các bạn thẳng đây. Này to quá. Đại khái là như này. Các bạn sẽ nên nhân cái sóng này lên thành dài dài một tí. Đây mình sẽ gộ cái này lại. Mình sẽ xóa những phần nào thừa đi. Đấy. Thiếu mất chỗ này. Đây. Thì các bạn sẽ có một cái sóng nó dài này. Đúng không? Thì để khi mà nó chuyển động ấy thì sóng nó chạy ngang chạy dọc mà không bị mất. Còn nếu bạn để sóng bằng đúng cái chiều ngang này thì đương nhiên nó chạy đây nó bị thiếu, chạy đây thiếu. Thế thôi. Thì mình nhân lên nhiều lớp, ví dụ lớp này mình đổi màu tối tối đi tí. Thế thôi. Bạn cho dưới này. Tiếp tiếp. Còn đổi màu tối hơn tẹo nữa. Màu khác đi. Đấy. Các bạn cho dưới nhất. Đấy thì các bạn có 3 lớp như này. Đấy thế thôi. Núi mây các bạn tự cắt. Thì sau khi các bạn có cái file này các bạn lưu lại ở desktop, đặt tên nó là ví dụ như là animation. Thì đây anh đi tuổi mấy trần trần hay không thế chẳng hạn. Ok. Thì sau khi mà các bạn có cái animation như này rồi, các bạn sẽ kéo thả vào AE. Đấy, nó cũng hỏi các bạn composition thì các bạn nên chọn là composition retain layer size. Còn nếu mà chọn footage các bạn thấy nhá, ví dụ chọn footage này, nó chỉ có một cái ảnh chứ nó không có layer gì cả. Đấy, còn nếu mà các bạn chọn là composition thì nó sẽ cho các bạn một cái video của các bạn làm việc. Đấy, các bạn sẽ chọn composition retain layer size. Ok, đấy nó cho các bạn một cái folder chứa các layer và có một cái video.
sử dụng các cái layer đấy, sử dụng các cái phần trong cái folder này, các bạn kích đúp đây các bạn sẽ thấy, đúng không? Đấy, bây giờ mình làm chuyển động thôi. Thế bây giờ bắt đầu mình bắt tay vào chuyển động. Thì để mở các thuộc tính về biến dạng, chuyển động, thay đổi vị trí hoặc là cái gì đó thì các bạn sẽ sử dụng trong cái menu layer. Với một cái menu layer chứa rất nhiều thứ ở trong này, các bạn sẽ sổ giảm giác ra. Thì đây nó chỉ có là transform. Đấy, các bạn thể sổ transform ra. Trong transform này nó có anchor point là điểm neo, đúng không? Ví dụ như các bạn để cái điểm neo nó vào đúng cái chỗ gốc của layer này thì khi các bạn rotation chẳng hạn nó sẽ xoay theo này. Một là anchor point các bạn chỉnh điểm neo nhá. Hai là các bạn về nghiên cứu về mục là position. Position là vị trí, đúng không? Đấy. Ba là scale là co giãn, bốn là rotation là xoay, và năm là opacity sẽ là độ đậm nhạt. Thì với năm cái tính năng như này các bạn sẽ làm chủ yếu về chuyển động hoạt hình hay gì đó đa số ở phần này. Thì để đơn giản hơn các bạn sẽ ấn phím tắt. Các bạn ấn phím tắt theo đầu của cái này, ví dụ ấn A, ấn P, ấn S, ấn R. Ấn. Còn opacity thì các bạn phải ấn phím khác, không bạn no. Ấn T nó mới ra opacity. Ví dụ nhá. Mình sẽ ấn phím A anchor point này. Ấn P position này, ấn S scale, ấn R rotation và ấn T sẽ là opacity. Còn nếu mà các bạn ấn shift T chẳng hạn hoặc là shift R thì nó ra hai cái, shift là P chẳng hạn hoặc là shift A, mà nếu muốn ra từng cái một thì các bạn ấn thêm shift, còn ấn một phím A thôi nó chỉ ra duy nhất là anchor point thôi. Ấn T nó chỉ ra opacity thôi, muốn nhiều cái phải đè thêm shift. Đấy, thì với những cái như thế các bạn sẽ nghiên cứu cây. Ví dụ bên mình cây cái đơn giản là position đi. Mình sẽ tạo một con mới các bạn dễ hiểu. Đặt đây ví dụ con 1 này. Trong con 1 như này các bạn có một hình tròn. Ví dụ như là mình có một cái xe. Đây, này cho dễ hiểu. Các bạn sẽ để cái tâm của nó vào đây. Các bạn dùng công cụ y dài. Đây, đặt cái tâm vào đây. Đấy, bật thêm cái snap thế này cho nó ở giữa, ok. Thì bên mình có cái xe này. Ở vị đại khái các bạn hiểu vị trí nó như này, nó như chuyển động, nó phải có sự thay đổi về thông số. Bây giờ mình sẽ ấn về position, ấn P nó ra vị trí này. Thì đây cái biểu tượng này sẽ là cái biểu tượng về bấm giờ, đúng không? Chốt thời gian. Ở 0 giây mình đang ở ví dụ như là địa chỉ 183 đây là thành chẳng hạn. Đấy, đây là vị trí mình đang đánh dấu thời gian. Tôi đánh dấu thời gian tôi đang ở 0 giây. Vị trí của tôi là 183. Đến khoảng độ là 6 giây đánh dấu một vị trí khác là tôi ra khoảng độ là bên nhiêu? 994 đây là thành. Đấy thì các bạn thấy là ở 0 giờ thì mình đang ở bao nhiêu nhỉ? Như này, 183 đây là thành. Sau 6 giờ sau thì là mình đang ở vị trí là cái gì nhỉ? Đấy, 984 đây thành. Đấy, tức là trong khoảng độ 6 giờ này là tôi chạy được từ 183 tới bao nhiêu nhỉ? 994. Đấy thì các bạn muốn chạy được bắt buộc là cái điểm này và cái điểm này thông số phải khác nhau. Đúng không? Ví dụ điểm này 183 chẳng hạn, điểm này nó là 900 thì nó sẽ sao nhỉ? Nó sẽ di chuyển. Đấy. Còn ví dụ như là tự nhiên ở khoảng độ 2 giây này mà các bạn lại cho một cái thông số ví dụ lên 1000 chẳng hạn. Hoặc là các bạn không cho nó theo thông số này, các bạn cho trục y đi. Các bạn lại cho trục y nó lên đây. Đấy thì các bạn thấy là ở tầm này nó đang 183 trên 874 đến khoảng độ là này. Nó là 579 nhưng mà nó lại trên 637 thì nó sẽ nhảy lên trên. Còn đến chỗ này thì nó lại là bao nhiêu? 994. Đấy. Nó lại là 874. Thì lại khá thế. Thì các bạn muốn di chuyển gì đấy thì các bạn phải thay đổi cái gì nhỉ? Vị trí. Như kiểu là quãng đường số nhà. Giả thế. Thì đó là vị trí về position. Còn các phần khác các bạn cũng làm như thế. Bên mình muốn giảm opacity thì mình ấn T. Ở khoảng độ 0 giây thì tôi đang hiện hình như này. Đến khoảng độ là 6 giây sau thấy một cô gái đi tắm chẳng hạn, tôi sẽ tăng hình. Tôi sẽ để tôi opacity bằng 0. Đấy. Thì ở 1 giây là cô gái chưa đến là mình cứ hiện thị này, đúng không? Đến khoảng độ 6 giây là thấy em ấy đến phát là tàng hình luôn. Đấy là còn 0 giây. Em đi phát mình lại đến khoảng độ 10 giây mình lại hiện hình ra phát. Đấy, em vào phát đến khoảng độ 14 giây em lại đi vào chẳng hạn, mình lại tàng hình. Đấy, còn đoạn sau em mới cứ tắm gì đấy thì mình cứ tàng hình. Đấy, thế thôi, kiểu giản vậy. Thì các bạn hiểu nguyên tắc là cứ thay đổi thời gian. Nhưng phải thay đổi cả gì nhỉ? Cái giá trị. Thì nó mới có kết quả. Còn ví dụ như chỗ này 14 giây đến 20 giây vẫn là không như này thì đương nhiên nó không ấy rồi.
không thay đổi rồi, muốn hiện lại phải để nó giá trị khác. Bạn đánh dấu này là xong, và nhớ cái này phải bấm đồng hồ, bấm một lần thôi, những lần khác các bạn kéo tự động nó sẽ cây cho các bạn đấy nhá. Thì đó là cái phần về position. Thì ở trong xem nào, trong phần bài 2 này các bạn chú ý làm những cái phần về position, lấy vị trí chuyển động này, tạo footage này, thì các bạn tạo cái đồng hồ quay vòng. Thì ví dụ như với cái đồng hồ này clock đây, các bạn sẽ thấy ví dụ như muốn cái đồng hồ quay ấy, thì các bạn xem, ví dụ các bạn chọn cái layer kim dài như này, các bạn dùng công cụ y dài, các bạn đặt tâm nó vào đây đúng không, cái này các bạn phải đặt tâm nó vào đây, cái kim này các bạn đặt tâm vào đây đấy. Thì khi các bạn chọn đây, ví dụ như cái này nó là kim ngắn đúng không, các bạn thể ấn enter đổi tên kim ngắn, cái layer 3 cái kim méo gì nhỉ, à đây là kim dài, các bạn ấn enter kim dài, rồi layer 5 sẽ là kim phút, xong đấy. Thì các bạn có ba cái kim. Bây giờ ví dụ như là cái kim dài mình ở 0 giây chẳng hạn, đây mình không chốt thời gian thì mình xoay đâu kệ nhá, ở 0 giây mình để nó về đây đấy, không chốt nó không có giá trị cây gì cả. À, đến cái phần là kim ngắn mình cũng xoay nó về đây đúng không đấy, và kim phút nữa chẳng hạn các bạn cũng xoay về đây. Thì bây giờ mình xoay, mình chỉ cần chỉnh nó về đầu rồi đã. Bây giờ mình đi chốt, thì khi ba thằng này vị trí ok này, các bạn sẽ chốt thời gian bắt đầu mình cho sự thay đổi. Ở 0 giây kim dài đang ở 12 giờ, đến khoảng độ 10 giây kim dài quay một vòng chẳng hạn, tức là bao nhiêu nhỉ, mình sẽ xoay à, chết mẹ nhầm rồi, thôi rồi không sao, coi như kim dài nhá, đây nó sẽ xoay được đấy. Thì bây giờ đến cái kim ngắn, thì kim dài xoay một vòng từ 0 giây đến 10 giây, thì bây giờ quay lại kim ngắn, kim ngắn đang ở 12 giờ đến 10 giây ấy, thì kim ngắn chỉ xoay được bao nhiêu nhỉ, đây một tí thôi, đến số mấy nhỉ, đến số 1 là ok, đây xoay thêm bao độ nữa là được đấy. Thì các bạn sẽ có này, cái kim dài xoay một vòng thì cái kim giờ mới xoay được gì nhỉ, đến số 1, hiểu đơn giản thế. Thế đơn giản là cái thông số nó khác nhau, một thằng là nó quay được 360 độ đúng không, một thằng là nó quay được thêm có 30 độ thôi, thì nó xoay được một góc giá trị bé hơn. Thì các bạn làm cái đồng hồ này đấy, yêu cầu các bạn phải xử lý cái đồng hồ này cho mình nha. Còn nếu các bạn thấy vấn đề về chỉnh về lúc 12 giờ này hơi phức tạp, thì các bạn bên nút này các bạn chỉnh trước đi, các bạn để hết tất cả bên nút nó thẳng 12 giờ đi cho nó dễ nhìn, các bạn xoay hết, các bạn dùng R cái gì các bạn đặt tâm nó vào đây, các bạn xoay hết về 12 giờ, xong các bạn import vào after làm việc nó dễ hơn. Đó thì đó là cái phần về đồng hồ quay vòng. Thế rồi còn thế nào, xuất export MP3 thì các bạn có một cái video dancer này, các bạn muốn xuất ra clip thì bắt buộc các bạn phải thả nó một com. Thì một là các bạn có thể tạo com mới ra, xong các bạn thả cái video vào. Hai là các bạn kéo cái này vào cái tạo com, thì các bạn sẽ có một cái com bằng đúng cái kích thước của cái này luôn đấy, nó không lệch. Còn nếu các bạn tạo com mới ra, mình 1900 đây chẳng hạn, nhân 1080, thì các bạn thả cái này vào thì nó sẽ bị sai thông số, không sao cả vì mình chỉ cần tiếng thôi. Nhưng nói chung là các bạn thể tạo cái gì nhỉ, tạo video từ footage thì nó hợp lý nhất. Trong cái trường hợp các bạn muốn cái video khớp footage, các bạn kéo đây thì các bạn sẽ có một cái, quên mất, có một cái com, mình cứ bảo footage nhỉ, có một cái com sẽ bằng đúng cái kích thước của video luôn, không lệch như nào cả, độ dài cũng bằng đúng luôn. Các bạn sẽ ấn cách để kiểm tra đấy. Ở bây xuất thì các bạn sẽ ấn Ctrl M đấy, thay vì các bạn chọn ở đây quên chọn cái đen này, các bạn sẽ ấn Ctrl M hoặc là các bạn vào composition add to the queue. Đây các bạn chọn lưu theo đuôi nó là MP3, ok, lưu ở đâu, lưu ở desktop, then save render, xong đấy. Thì các bạn sẽ có một cái đen như này, đại khái như vậy, chạy bằng Windows Media Philips đấy. Rồi kiểu thế đấy, thì các bạn cố gắng thực hiện hết phần bài 2. Nếu muốn học After Effects giỏi các bạn phải
nghiên cứu từ những cái cơ bản nhất như thế. Xin cảm ơn.